công sàn giữa hẻm khóa đế cao su có khó không? Hãy cùng Kim Hoa xem hết video này nha các anh chị. Đảm bảo là có thể thực hiện được luôn nha. Đầu tiên thì anh chị vệ sinh phần nền sàn thật kỹ. Nếu nền sàn không bằng phẳng thì mình cần cán lại sàn luôn nha. Bước này rất là quan trọng vì nếu nền sàn gồ ghề thì sau một thời gian sử dụng sàn nhựa có thể bị gãy hèm, gây ảnh hưởng đến độ bền cũng như là tính thẩm mỹ của công trình mình. Nhờ vào đế cao su phía bên dưới mà sàn nhựa có thể lát trực tiếp luôn, không cần trải lớp xốp trước. Thi công sàn nhựa rất là đơn giản luôn, mình chỉ cần gài hèm của tấm này vào tấm sàn khác cho khớp là đã xong rồi. Rất là đơn giản đúng không ạ? Ngoài việc thi công dễ dàng thì sàn nhựa hèm khóa đang rất được đánh giá cao nhờ vào những đặc điểm nổi bật như là không ẩm mốc, không mối mọt, không cháy lan, cũng như là mẫu mã đẹp mắt và ấn tượng. Đặc biệt là độ bền của sản phẩm cực cao. Tuy nhiên, để sàn nhựa được bền và đảm bảo được tính thẩm mỹ lâu dài thì các anh chị lưu ý giùm Kim Hoa là nền sàn phải thật phẳng nha. Nếu mà sàn gồ ghề thì mình cán lại sàn hoặc là chọn sản phẩm khác phù hợp hơn, ví dụ như là sàn gỗ chẳng hạn. Kim Hoa thấy là mình nên tối ưu hóa sản phẩm cho khách hàng chứ không phải là tối ưu hóa doanh thu cho bản thân. Vì vậy là nên đánh giá tình trạng công trình thực tế để đưa ra những giải pháp cũng như là những sản phẩm phù hợp và tốt nhất cho khách hàng nhé. Sau khi lát xong phần sàn thì thêm em nẹp viền để tăng tính thẩm mỹ cho công trình là đã hoàn thiện rồi. Như vậy là Kim Hoa đã chia sẻ những thông tin chi tiết về sàn nhựa hèm khóa đế cao su, hy vọng là hữu ích đến các anh chị. Cosmos là tổng kho sàn nhựa lớn nhất Việt Nam. Anh chị có nhu cầu làm đại lý thì vui lòng để lại bình luận ở bên dưới hoặc nhắn tin cho bên em. Nhân viên của Cosmos sẽ hỗ trợ từng trường hợp cụ thể.